Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Nhìn vào mẫu bàn tay này thì em có vài cái điều lưu ý với chị như sau. Năm nay chị 35 tuổi, chồng chị 36 tuổi. Nó đều rơi vào những cái con số mà làm ăn không thuận. Chồng chị vướng tam tai, còn chị vướng sao thái bạch, rất xấu. Đen từ cuối năm ngoái rồi. Đen từ cuối năm ngoái rồi, bắt đầu là giữa năm nay. Đấy, bắt đầu lại còn sang năm tới nữa. Tức là sang năm 2021 đấy, chuẩn bị ăn Tết xong lại còn đen nữa đây. Đen đúng 3 năm luôn. Vậy là mong chị hãy chuẩn bị tinh thần để mà vượt qua nhé. Không, làm ăn không ra gì cả. Có khi chỉ có nợ mà chồng nợ thôi. Làm mà không đủ ăn mà còn mang nợ nữa thì thôi, làm gì, nghỉ khỏe cho nó xong. Làm ra tiền mà tiền đi đâu. Rất xấu. Chị tuổi dần, phụ nữ tuổi dần khá là cao số. Chị vướng cái sao cô thần quả tú. Người vướng sao cô thần quả tú là phải sao? Làm việc một mình, thân tự lập thân, tự một mình phải lo, không nhờ cậy anh em người thân gì cả. Tự mình gánh vác thôi, không được nhờ cậy ai đâu. Và tiếp theo sau nữa là chuyện vợ chồng của chị sẽ sinh nhiều xung đột, sinh nhiều khắc khẩu đấy. Một người cung tốn với một người là cung khảm. Tốn biến khảm, được sinh khí, nhưng mà chị mệnh hỏa, chồng mệnh kim. Hỏa khắc kim, lửa thì khắc kim loại. Đây là cái ngũ hành tương khắc, cung mệnh của vợ khắc cung mệnh của chồng. Chính vì thế nó tạo ra cái sự khắc khẩu. Rồi sau đến là làm ăn không thuận, rồi suốt ngày cãi nhau. Suốt ngày cãi nhau như chó với mèo đấy. Mà chắc gì hai tuổi này đã ở được với nhau trọn đời thì khó lắm. Bao nhiêu lần muốn lôi nhau ra tòa rồi. Tướng chị là tướng cao số nữa. Nhìn gương mặt thì gò má hơi cao đấy, gò má hơi cao. Lỗ mũi thì hơi rộng đấy. Răng thì răng chuột. Đây là những cái dấu hiệu của người suốt đời vất vả nhưng làm hoài không dư. Toàn chuốc lấy thất bại vào bản thân mình thôi. Cái mẫu bàn tay của chị da nó khô, con gái gì mà da khô thô như nam ấy. Da thô như vậy nói chung là làm hoài, nói chung là không thể nào mà gọi là tốt lên được. Xấu lắm nhé. Yeah. Em muốn nói về trời tình ông của em bệnh tật là có cái gì vậy? Sao chị? Em muốn nói về ông xã em. Ông này 26 tháng 3 năm 85 Ất Sửu âm lịch đúng không? Dạ. Có nhớ giờ sinh của ông hay không? Không nhớ không. Ất tháng 3 phá gia sát. Ông này. Ok, mình kim. Tháng 3. Nói chung là ông này số cũng khổ. Năm nay 36 tuổi dính hạn bệnh phù đây này. Dạ, đau hoàn nhóm nhiều bệnh lắm. Bệnh phù này chủ về đau ốm đây này. Tốn nhiều thuốc thang nữa này. Chữa hoài đi hết bệnh viện này, bệnh viện kia, thuốc này, thuốc kia nhưng mà không khỏi. Không đỡ được, dính hạn bệnh phù, chồng hạn tam tai. Nói chung là xấu vô cùng luôn. Khiến cho gia đình phải khánh kiệt luôn. Đúng rồi. Em muốn nói được làm ăn có gì khắc phục được không? Làm lễ di cung hoán số, hóa giải sao cô thần quả tú. Hóa giải cái ngũ hành tương khắc vợ chồng chị đi. Hóa giải xong được hai cái điều này thì tự nhiên công việc làm ăn của vợ chồng chị làm ăn tốt hơn. Rồi vợ chồng đỡ khắc khẩu hơn và cái sức khỏe của chị, của chồng chị nó đỡ hơn. Cứ bệnh tật liên miên thế này thì chả đi làm được nữa thì cũng chán lắm. Dạ. Em có nói là có mấy người mà gọi em có trả lời cho em. Nợ à? Rồi, bây giờ tính đến thời điểm hiện tại là cứ đòi như là đi cầu xin nhà người ta đấy, nhưng mà nó cũng có trả đâu. Đúng rồi đó. Đi cầu xin ấy mà kiện thì chả kiện được, rắc rối rồi đủ thứ pháp luật. Mà đòi gì nó cứ tơ mặt ra, nó cứ hẹn nay hẹn mai, cứ đến ngày hẹn rồi nó lại khất lại. Dạ đúng rồi.
và nó không có ý định nó trả, nó muốn ăn không của mình. Vâng. Em dân nói chung là chợ anh em bạn bè rất nhiều, nhưng đấy khi coi là lần đã không. Số chị có chữ đại bại trong cung mệnh này. Đại bại này sẽ thay đổi rất nhiều công việc, cứ thất bại hết thất bại này đến thất bại kia. May ra thân... May ra thì cuối đời có được nhờ chút về con cái. Thấy làm ăn nó bực bội quá, làm ăn làm thì còn có mà rồi em chết xoay rồi chỗ này rồi đi chỗ nào. Muốn làm thì có thể hóa giải thì có thể gửi thông tin qua đây để em sẽ giúp đỡ cho. Yêu cầu họ, tên vợ chồng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại. Đây sẽ làm lễ di cung hoán số, hóa giải cho sức khỏe ổn. Công việc làm ăn tốt là mọi thứ nó ổn hơn. 10 phần thì sẽ đỡ được 7 đến 8 phần. 100% thì không dám chắc, nhưng 10 phần sẽ đỡ được 7 đến 8 phần. Sao chị? Cho em hỏi về chỗ đất đai với nhà cửa. Đất đai với nhà cửa. Đất đai, đọc địa chỉ đi. À, khu 11, nhà Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Phước. Trên ngôi đất này thì ngôi đất xấu. Đấy, ngôi đất xấu. Ở trên này thì, trên đất này thì gia đình xảy nhiều lục đục. Đấy. Cả giải đất này chứ không phải riêng nhà chị. Xung quanh mấy nhà họ cũng làm ăn kém lắm. Đúng rồi. Nói chung là nhà không tệ nạn này cũng tệ nạn kia. Chồng không chơi bời gái gú thì chồng cũng cờ bạc rồi. Đau ốm bệnh tật trên cái giải đất này nó xấu lắm. Đúng rồi. Vì ở đây là đất này ngày xưa là lính Mỹ với họ, với là nó giết Việt Nam thì nó đổ ngay rồi gần mặt khác. Không được đẹp, đất ở đây ngày trước là trên tay nhiều người mất ở đây lắm. Vì thế có điều kiện này nên chuyển đổi đi. Thổ đất này là thổ đất cực kỳ xấu, cái âm khí nó rất là nặng. Hiểu chưa? Mình ở trên cái nơi mà họ khuất, họ đã chết ở đây, hiểu chưa? Mà bây giờ thì có đào lên cũng chả thấy cái gì đâu, bởi vì xương cốt các kiểu nó đã tan biến vào đất rồi. Nhưng mà cái linh hồn của họ chết ở đây, họ vẫn còn bị giam giữ. Mình ở trên đây thì coi như là xâm phạm đất của họ. Đại khái là như vậy. Mình mà không biết kêu cầu cung kiếng cho đàng hoàng tử tế thì họ sẽ quậy, họ sẽ phá. Đại khái vậy thôi. Nhưng mà nhà của chị đấy, có người khác mà đi vào ở thì sẽ là sao? Thì chị sẽ không vừa lòng. Đại khái là như vậy. Nếu mà người ta biết là, nếu mà nhà chị người khác đi vào ở, người ta biết điều, người ta cho chị tiền, rồi cho chị đại khái như vậy đấy, thì chị sẽ xuôi lòng. Cũng như kiểu đại khái là mình ở trên đất này mình mới biết cúng kiếm, đã biết nhiều vong linh rồi, nhiều những gọi là oan hồn, những cái người mà chết tức tuổi thì mình phải cúng kiếm thường xuyên, kêu cầu đến họ thì họ để cho mình sống yên. Còn đa phần mấy cái hàng xóm của chị cũng chả biết kêu cầu cúng kiếm gì, vì thế nhà nào cũng xấu hết. Đúng rồi. Nhưng mà nhà em hàng xóm bên cạnh cổng nơi này vợ chồng nhau nhau rồi chồng người nhà không đấy nói đập đá đủ kia. Nói khổ lắm, vất vả lắm, cực lắm. Cháu nói về con cái chút. Ngày tháng năm sinh của cháu. Bé lớn là ngày 25 tháng 4 năm 1957. Trai gái? Gái. Đứa này cẩn thận sức khỏe cho cháu nhé. Nó hơi yếu. Ồ, sức khỏe đấy. Ở trên cái đất này sinh nở con cái ra nuôi nó eo uột lắm, vất vả lắm. Cái này sau này lận đận tình duyên đấy nhé. Học hành về lực học của cháu à. Học hành thì học hành trung bình thôi nhé. À, cứ bình bình. Ờ, giỏi không giỏi được. Rồi, đọc cháu tiếp theo. Ừ, cháu tiếp theo là con trai 1 tháng 2 năm 2010. Rồi, chờ xíu. Trai gái, trai đúng không? Dần, từ dần tháng 2.
Kinh thông minh, công danh tốt, đứa này sau này được nhờ nó này đấy, được nhờ đứa này đấy. Em ai nhớ lì lắm. Nhưng mà được nhờ đứa này thằng này công danh tốt, nó nhanh ý lắm, nó lanh lắm, lanh rất nhiều. Nó thì nhanh lắm nhưng mà nó lì, trời nó lì, chúa tể lì luôn. Nhưng mà nó lanh, thằng này nó biết kiếm ra tiền. Nó lo được cho ba mẹ thôi, như thế cũng được rồi. Đây coi như cái sự an ủi cuối đời của chị. Nhưng mà mau mau bỏ cái đất này mà đi, đừng có ở trên đất này. Dạ. Cho em hỏi bé thứ ba. Đọc đi. Bé thứ ba là ngày 6/11/2017. 17 á? Dạ. Dạ đi dậu. Trai gái đây. Con gái. Dậu tháng 11. Đứa này lớn lên tính cách hơi nóng tính, hơi khó chịu đấy. Nó khó chịu lắm. Nóng tính, khó chiều, nói chung là lì nữa. Đúng rồi. Lì cũng chả đúng khác rồi. Lì cũng chả khác gì thằng anh đâu. Nó lì hơn luôn. Trời ơi, cái đồ dở vừa lắm nhưng mà nhìn không biết cái mông mông nhưng mà nhìn ra nó không biết sao. Lì lắm. Dạo này nó lại khổ về đường tình duyên đây nhé. Đúng rồi. Lì như Châu vậy, sau này lấy về đứa chồng nào nó chịu nổi. Nó lì kinh khủng. Nó mới 3 tuổi mà nó lì kinh khủng. Thế nhưng gì nhỉ? Mình cũng mỏi, nếu như mình làm đường vợ chồng tự tài như thế nào? Muốn làm hóa giải thì để cho công việc làm ăn tốt hơn, rồi tình cảm ổn hơn thì yêu cầu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại của hai vợ chồng, là sẽ làm lễ, em sẽ hóa giải cho. Hóa giải xong thì cái đường tình duyên vợ chồng tốt hơn, công việc làm ăn cũng khá hơn, nó ổn hơn, mọi thứ nó sẽ... Em làm ăn cái đường tiền vào trước nó chưa được, sau tiêu đấy. Bây giờ phải hóa giải ngay, không hóa giải ngay sau này hối hận. Đấy, có điều kiện để gửi thông tin đi, rồi gửi thông tin cho đầy đủ rồi làm cho. Dạ, thật ra trên bàn tay em còn có cái điểm gì mà nói được không? Hết rồi, vấn đề chính nói hết rồi. Công danh, sự nghiệp, tình duyên, làm ăn như thế nào rồi, đưa ra hướng giải pháp giải quyết rồi, cũng nói rồi. Nếu mà không biết làm theo thì thôi. Thế mà em còn hôm nay sao em làm rồi? Sao? Ý là làm ăn khó khăn hôm nay biết không? Đúng rồi, vẫn cứ chồng chất khó khăn vậy đấy. Thế thôi, có nhiều cảm ơn các chị gửi thông tin cho thầy nhé. Ok, muốn làm không? Muốn làm mình anh 2 ngày nữa có một cái đại lễ ở đây, muốn làm thì gửi thông tin rồi chuyển khoản đi, em làm luôn cho này, vào danh sách làm luôn cho. Được, mau mau chuyển đi, chuyển sớm đi nhé. Dạ. Có gì thì em gửi cho thầy em một môn nha. Ok nhé.